Ok, đảm bài thua đi sáng nế cứ dương trái ca mà sao acrylic for khmáu brand này các bạn đấy any brand and for nude pink hơi đảm bài thua à bài sphere nâng á hay à bộ phô nâng cứ dương trái ca khắp nâng xâm rạp liêi cho mùi bò xo nô chip hai nâng chữ khó ôi hai nâng acetone hai dương thời ca chuộng việc một thông tích chân á làm bay cầu vì hai dương ai đồ mê sử hai nâng glitter brand này các bạn á phần tay mình liê à tui tui hai nâng thông này không nâng á ok chập ra tặng khu nhôm cho acrylic pour khmau nung hay nhôm đặt mặt sau nhôm lấy vi hiện bật chặt hay đặt cần lăng đầy dương phở trụ nung công chỉ cọt việc lăng phê cũng bảo vệ phê cứ chân thong mềm tan làm bây cũng ở mặt sau màu ha hay lại na dương cất thành viên tại tháng tháng tiếp tới hay nhôm bảo vệ ở smart à tới chân dương ở sự thời ca pha chọn hay line nâng cư mà trong bài viết perfect thì nhưng nhầm tập tập đầm bây giờ xong màu vì hình tích á hay cái tôi bây nhầm bình chất nâng nâng hai mà tôi lộn sát hay nhầm chập đàm flip cả đá nâng á đầm bây gồm ai bây nhầm thường mà sai bò nụt nâng gồm ai vi chuộp nâng à bọc màu bà tệp tạ chẳng á hay tôi mới nhầm đối nhận từ học nhiều công khơi nên cứ nhung đặt mà xài nút hay nhung bảo về nhung sau dịch vừa viên sau dịch vừa vì mà đong pi tận nặng chẳng á tịnh tịnh chứng làm bài khơi vì mở tới vì sạch màu sạch hay giờ việc chật chứng á hay mình chăm bạch perfect ấy còn thay nhưng thường mình ở vì cùng ở ở nơi khơi nhà khăm ai hay là so nên mình chỉ khi mình chẳng á hay anh nắng chia background chia cả start hay nhom đôi phần khơi nắng cứ nhom đã massage clear làm bay cover nắng và xong nhom thử bao thử pha thử ấy vì po nắng cứ vì tranh màu tam mà nắng ok alo vì hiện smooth tích hai hay anh em thơ vì hiện alo ở thời trăm bạch bơ phải chăng tục vì sẵn hay là những chập tam thơ à bơ bốn cái bốn cứ nhầm vô à chờ nó bạn cho môi đồng nọ chụp nó lắm ấy chờ tích tới hay tốt nó mình đã cute được khổ ấy và những trong ai bộ phô chân những bạn bị tình ạ cute được khổ ấy từ ok mặt chân nhé hay tốt nó bật tạ acetone tự giật tích đã cho ngày chưa môi từ nọ từ pi từ nọ mà này thế hay tập nói dân cầu vậy mẹ làm hai hiện chờn tích cái acetone hay tiếng đặt tiền nữa đục gió hay bảy trăm perfect ấy từ đã tam nâng dần tới hay dừng đu vô ở đây bộ bộ dừng trong lại bộ bộ trái dừng lại đu vô ở bộ bộ nâng tới ok dừng sẽ lạnh bình năng hái ở lấy dừng đã kêu vì những bạn kêu ấy nữa dạ về
1 នាទី Okay I'll be right back see how that's a reaction ជាមួយនឹង chiroko oil ហើយនឹង chiroko oil ជាមួយនឹង porno chip នឹងហើយនឹង acetone okayឥឡូវ Q វារយៈពេល1នាទីហើយឃើញទេខ្ញុំបបោវានៅប្រេងនៅលើហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំ clean វាជាមួយនឹង nails clean cleanser ហ្នឹងដើម្បីជូតយកអាបបោហ្នឹងអាមែនដើម្បីជូតអា oily ហ្នឹងចេញមកដៃហ្នឹងនៅមានជាតិប្រេងនៅហ្នឹងទៀតអូខេហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំចាប់ដើមរាយglitter អញ្ចឹង glitter គឺខ្ញុំដាក់នៅគេគេនេះខ្ញុំដាក់ពេញតិចនឹងទៅអូខេរាយរាយហើយជាយាមព្រៃព្រៃវាមានលាយអាទូចអាធំនៅនឹងអញ្ចឹងណាជាមយកវាឲ្យបានអាទូចអាធំ clear ទូទូចធំធំអីអញ្ចឹងណាដើម្បីឃើញស្អាតហើយមិនបាច់ចាំឲ្យក្រាស់ពេកទេឥឡូវខ្ញុំយកអា clear ធំធំខ្ញុំចង់ឲ្យវាមាននៅក្នុងក្របពីក្របអញ្ចឹងតែឲ្យវាឃើញស្អាតឃើញវាលេចស្អាតណាដល់មកទេអូខេទៀតយកឃើញទេខ្ញុំបោអានេះចេញតិចសិនមើលទៅវាពេញច្រើនពេកមើលទៅអូខេឥឡូវដាក់ cure អូខេបន្ទាប់ពីខ្ញុំ cure ឥឡូវខ្ញុំដាក់ top coat ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ no wipe top coat ណាអូខេខ្ញុំដាក់ cure រយៈពេល1នាទីទៀតអរគុណខ្លាំងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមើលវីដេអូខ្ញុំនេះហើយកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe វីដេអូខ្ញុំផងហើយជួយ share ចែករំលែកទាំងអស់គ្នាដើម្បីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីផ្សេងផ្សេងអំពីម៉ូតក្រចកហើយសម្រាប់វីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយទៀតដើម្បីបង្ហាញពី technique ដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើ design create ជា design ថ្មីមួយផ្សេងទៀតអូខេអរគុណច្រើនជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយ